Xin chào quý vị và các bạn. Đó, đây là cây lửa hổ, có cái dáng như là một bông hoa đang xẹ. Và hôm nay em xin chia sẻ đến mọi người là cách mà để mình chiết ưa cái cây con này từ cái chiếc lá. Thì rất là đơn giản. Thì để ương thì đầu tiên thì mình sẽ lãi một cái phần lá ở dưới, phần lá nhà dưới đây. Đây, như vậy. Đây là một cái lá già em đã lãi ra rồi. Rồi sau đó là mình sẽ cắm cái phần lá này vào cái vùng đất ẩm mình không có trồng nha. Mình cắm nó vào vùng đất ẩm. Đây ví dụ, đây là một cái chậu có đất mà ẩm sẵn, em chỉ cần để như vậy. Đó, mình sẽ để cho phần này vừa chạm vào đất thôi, mình để trong bóng mát mà mình giữ cho nó có độ ẩm thì sẽ một thời gian nó sẽ ra rễ. Và đây là chiếc lá em cũng ghim bằng cách như vậy, rồi một thời gian và nó ra rễ như thế này. Rồi ra rễ vậy thì mình chuẩn bị một cái chậu và mình trồng xuống là xong, rất là đơn giản. Cái này thì cũng tình cờ thôi, em thử nghiệm lần đầu là em bẻ chiếc lá này em để ở đây thử coi nó lên không. Cứ lần trước là em bẻ chiếc lá này rồi em trồng trong một chậu có phân đồ thì nó héo, lá này nó bị thối luôn, nó không có phát triển được. Rồi vô tình thì em kêu theo cách này thì lá phát triển được. Đây là mình sẽ chọn những cái lá dưới gốc như thế rồi mình dăm nó vào đây thôi, thì dăm như thế này rồi nó sẽ lên thôi.